Kết thúc chặng đua tại Singapore, các đội chơi quay trở lại dưới thủ đô Hà Nội. Đây tiếp tục là điểm trung chuyển trước khi họ di chuyển tới điểm đua mới, đó chính là đảo Cát Bà. Cát Bà là một hòn đảo thuộc huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là nơi dự trữ sinh quyển của thế giới, với những khu rừng nguyên sinh và các loại động vật quý hiếm đã được ghi vào sách đỏ, những dãy núi đá vôi với nhiều hang động và những bãi tắm với bờ cát trắng mịn. Nơi Huy Khánh đang đứng là bến Bèo, cảng chính của đảo Cát Bà, cách trung tâm thị trấn khoảng 2 km. Từ bến phà Gia Luận, hai thành viên của đội chơi phải chở nhau bằng xe máy đến bến Bèo để tìm thùng mật thư đang được đặt tại đây. Bến Bèo à? Thôi, ngày mai mình sẽ được nhìn thấy bình minh thôi. Mời thư. Kết thúc ngày đua đầu tiên tại điểm đến mới, các đội chơi sẽ có một buổi tối nghỉ ngơi. Hòn đảo Cát Bà với những thử thách thú vị đang sẵn sàng chờ đón họ vào ngày mai. Ủa, cái gì này? Nhảy cóc rồi. Nhảy cóc là một nhiệm vụ đặc biệt trong suốt cuộc đua và chỉ duy nhất một đội được thực hiện nhảy cóc. Nếu đội chọn và thực hiện được nhảy cóc thì đội đó sẽ được tiến thẳng về đích mà không cần phải thực hiện bất cứ một nhiệm vụ nào khác. Tuy nhiên, nếu không thực hiện được nhảy cóc thì đội đó phải mất thời gian quay lại thực hiện lộ trình của chặng đua như những đội khác. Với nhảy cóc, hai thành viên của đội sẽ phải đến bến tàu chính đảo Cát Bà, tự đi tìm dụng cụ để cạo đầu cho nhau. Sau đó, di chuyển đến bãi cát Cò Ba, hai người chơi phải tân bóng bằng đầu qua lại trong 5 lượt. Hoàn thành hai nhiệm vụ, họ sẽ nhận được mật thư để về đích. Tôi không chọn nhảy cóc, tôi chọn lộ trình. Tôi không chọn nhảy cóc. Tại bãi Hoàng Tử 2, các đội chơi tiếp tục thực hiện lộ trình tiếp theo của mình. Hai thành viên của đội sẽ được di chuyển đến bãi cát đã được quy định và họ phải tìm mật thư được giấu tại đây. Trong quá trình tìm kiếm mật thư, nếu như họ làm hư những lâu đài cát này thì họ phải xây lại từ đầu trước khi tiếp tục tìm kiếm. Cho em đến bãi tắm Hoàng Tử 2, Vịnh Lan Hạ. Vứt đi, vứt đi, vứt đi. Không cao đầu à? Vứt đi. Cho bơi cái sóng to này là mệt lắm đấy. Được không nhờ? Bơi ở cái sóng to này này là mệt lắm đấy. Nếu mình đi là đúng ngọ luôn á em. Từ xa đã nhìn thấy rồi là thấy có nhiều chiếc thuyền kayak dựng ở đó. Và trong phía sâu bãi tắm thì là các cái ụ cát giống như là các cái lâu đài. Đau, đau phết đấy. Thế tôi cõng cậu vào. Ban đầu thì nghĩ rằng là những cái mật thư nó được giấu trong cái ụ cát ở trên thôi, cho nên là đầu tiên là phá cái lâu đài đã. Phá đến vài lần thì không thấy, cho nên là mình nghĩ chắc là nó sẽ giấu ở dưới nữa và xung quanh nữa, cho nên là đào. Nhưng mà đầu tiên là đào bằng tay cho nên nó mỏi. Nắng lên mãi không thấy, lúc đấy thì cũng thấy bế tắc lắm, tại vì
Nhiều khi là mình vừa đào xong cái hố đó, nhưng mình là đào lung tung mà, mình không đào theo thứ tự hay là gì, hay là mình không nhớ. Nên là vừa đào xong lại hỏi là ơ, thế cái này mình đã đào chưa nhỉ? Tức là lúc ấy bị loạn rồi, bị rối loạn rồi. Thu Hiền đã tìm được một cái chiếc xẻo và Diệp Lâm Anh thì hụt đào, rồi lại phải xây lại cái lâu đài. Vì nếu mà mình không tìm thấy được mật thư thì mình phải xây lại cái ụ cát và cái lâu đài như vậy. Căn thổ địa, nói cho ta nghe mật thư ở đâu. Thực ra khởi đầu của cái ngày hôm đó thì nó cũng rất là mất sức, vì Lâm Anh cũng bị chảy hết cả tay, đào hăng quá. Mật thư. Bản thân Dung thì Dung nghĩ là Dung không thể làm được cái chuyện là cạo sạch đầu như thế, cho nên là Dung mới nói với Khánh Hưng là thôi anh em mình tiếp tục đi làm lộ trình. Cũng nói luôn rồi, có cho thêm 500 triệu cũng không làm, thành ra là tôi không phải nghĩ, đi luôn. Đội chơi sẽ đội làm chơi lộ trình bình thường. Đội tím cũng chơi khá thân với cả đội đỏ, cho nên là cái chuyện mà giúp đỡ lẫn nhau nó không phải là cái vấn đề nó quá to tát. Ok, may mắn rồi. Cảm ơn hai bạn. May mắn nha. Bản thân Dung muốn đội đỏ đi tiếp vào đến vòng chung kết, Dung không muốn đội đỏ bị loại. Và những cái Dung không, và bản thân Dung không muốn đội tím bị loại. Những cái đội bị loại phải là những đội khác. Không được để còn sợi tóc nào trên đầu nữa mà cạo được. Em thấy chắc là tởm, nhìn tởm lắm luôn ý. Khi mà sới thì không thấy, nhưng mà thấy cái đội trước đào tung lên hết là mình biết rồi, chắc phải đào sâu lắm, cho nên là phải cố gắng đào. Nếu mà mật thư được giấu ở dưới sâu mà mình có thể là mình đã bỏ qua, có những lúc mà mình đã đào hời hợt ấy, mình không thấy rồi mình lại lấp lại, rồi mình lại đi sang cái ô khác, nhỡ đâu nó lại nằm ở một cái chỗ nào đấy mà mình chưa động tới. Cho nên là cái ô cuối cùng là mình đào rất là kỹ. Quyết tâm đào rất là sâu ở phía sau, phải đến qua đầu gối thì bung hết cả cái ô vuông ấy lên thôi, thì là hai đứa tìm thấy được mật thư và rất là vui mừng. Đâu lắm à? Không gặp người anh luôn á, coi chừng tẩy cái bên cạnh nha. Nhiệm vụ tiếp theo, hai thành viên sẽ phải chèo thuyền kayak đến bãi tắm Hoàng Tử Một. Một thành viên sẽ bay dù lượn trên không để quan sát và ghi nhớ thứ tự xuất hiện của những mảng màu. Thành viên còn lại di chuyển đến điểm đáp dù để chờ đồng đội của mình. Sau đó họ sẽ phải sắp xếp các mảng màu theo đúng thứ tự xuất hiện mà họ đã quan sát được trong thời gian là 1 phút 30 giây. Hoàn thành xong nhiệm vụ, họ sẽ nhận được mật thư. Vừa mới đào ụ cát thì hai đứa đang mỏi hết cả tay rồi, bây giờ chèo thuyền kayak thì không biết là phải, lúc đấy là chú chết rồi, lúc đấy là chết chắc rồi. Cát ở trên bãi biển nó không phải cát khô như ở các bãi biển khác mà nó ướt, cho nên là nó tốn nhiều sức hơn. Mình để hộ chiếu ở nhà. Cúc cu. Cúc cu. Em nghĩ là nó không giấu xung quanh ở mấy cái này đâu, mà nó chỉ ấy ở mấy cái đụn cát thôi. Đào sâu ở mấy cái đụn cát. Khu này nó cũng quá rộng, mà mình chỉ tìm có một cái mật thư trong 60 cái ô cát, thế thì đúng thật là cái phần trăm để mà mình chọn được đúng cái ô cát để mình có thể đào trong 3 lần đầu tiên là rất là khó.
sorry. Thế anh đào tất sao rồi là tự nhiên thấy anh đạt đẹp trai, xong rồi thì Harry muốn ngắm anh đạt thì Harry nằm luôn, nằm như vậy. Tay mình đã mỏi rồi, đã bị rách ra rồi, thì đến lúc mà cầm vào cái mái chèo của thuyền kayak thì nó cái mái chèo nó lại cọ tiếp vào đó. Thế nhưng mà tay hiền yếu cho nên mình lại phải bù lại cái lực đó, lại phải trèo mạnh lên. Mà nó cứ miết vào đây, làm cho cái vết rách này càng ngày nó càng to ra. Mẹ em bé Harry đâu phải là bé đau đớt đâu, mà đau đớt hoài. Thì hụi đào ở ngay giữa không thấy rồi, lúc sau phải đào hết ra tới vùng ngoài mới thấy được một thứ. Đi ra ngoài, nhanh, đi ra. Anh luôn luôn nói với Harry là ngu si hưởng thái bình. Hôm nay ngu si không được hưởng thái bình. Và bà Hàn Quốc có câu là ngu si là luôn luôn tay chân khổ. Là hôm nay luôn luôn tay chân khổ. Bà Thư. Tớ anh còn nói rằng là thôi màu mè thì là nghề của tớ, để tớ làm thì tớ sẽ bay, để tớ nhớ màu. Tại trước đây là tớ anh học mỹ thuật công nghiệp cho nên là có thể là khả năng nhớ về màu sẽ nhanh hơn hiền. Thế nhưng mà thôi thương bạn quá rồi, bạn nói là bạn tay bạn mỏi không thể bơi được thì thôi mình lại nhận nhiệm vụ bơi. Thuật là Hiền bay lên và Lâm Anh ở dưới thì cầm cái bút và tờ giấy thì gài vào người này, vừa chèo thuyền vừa nghe bạn ở trên mà hô là mình sẽ ghi lại. Nhưng mà Hiền hô thế nào mà thực ra bảng màu có 3 màu thì Hiền chỉ hô có 2 màu thôi. Tớ tưởng là nó có mỗi mũi tên là không cần phải đọc. Hiểu không? Thì cứ dán vào đây những cái nào mình có thì mình dán. Cũng nghĩ ra là nó có 3 màu thì mình có được 2 màu nữa thì màu còn lại sẽ là màu kia. Mình chưa nhìn thấy và chưa nhớ được. Thì đã phải bị xuống hạ xuống nước rồi nên thành ra là không ghép được. Ngày hôm nay thì đội tím đặt ra mục tiêu rõ ràng cần phải có đội hồng để đảm bảo cái vị trí của mình trong cuộc đua.
bay lần thứ hai thì nhớ được bảng thứ tư, thứ năm thì lại sai bảng thứ ba. Thì Diệp Lâm Anh nói rằng là thôi giờ để tôi bay đi. Thì Diệp Lâm Anh lên bay. Đuổi người bay đi. Mình là con trai, mình ở dưới mình trèo kayak. Rõ ràng là tôi là Dung phải trèo kayak. Mà Dung bay ở trên thì mình nghĩ là cái khả năng quan sát của Dung cũng tốt hơn của mình. Nên cái việc mà Dung bay và mình trèo kayak, mình nghĩ là một sự phân công cực kỳ tốt. Bây giờ không chắc thì cũng ghi vào như thế rồi, cãi nhau một tí nữa. Sau lần bay đầu tiên thì đội tím đã không hoàn thành được cái nhiệm vụ này và Dung phải quay ngược trở lại để bay thêm một lần nữa. Tôi nhớ vàng đỏ xanh, ok đúng rồi, đỏ xanh đỏ. Tiếp được đấy. Lấy được một tư rồi. Đội chơi dùng thuyền kayak để đến bãi tắm Hoàng Tử Hai, tiếp tục bơi ra bè. Tại đây hai thành viên của đội chơi phải tìm cách trèo lên và đứng thăng bằng trên hai chiếc bè. Sau đó một thành viên sẽ tạo dáng và một thành viên còn lại sẽ phải chụp hình cho đồng đội của mình. Hoàn thành thử thách với 3 tấm hình toàn thân trong vòng 10 phút, đội chơi sẽ nhận được mật thư. Lộ trình và nhảy cóc, em đi nhảy cóc. Chắc chắn là đội đỏ sẽ lựa chọn nhảy cóc. Chắc chắn là như vậy, 100% không thể nào đội đỏ bỏ qua cái điều đó được. Tại vì đội đỏ là một đội rất là quyết tâm chiến thắng. Vinh đã có một lời hứa với một người đạo diễn là sau khi Vinh tham gia cuộc đua kỳ thú xong thì ngay lập tức sẽ ra và làm phim cùng với người đạo diễn đó. Chính vì vậy mà khi mà đọc mật thư xong á, Vinh sợ là mình sẽ không giữ lời hứa được với người đó. Nhưng mà cạo đầu lại phải bỏ phim. Hợp đồng là coi như đã ký nháy với nhau rồi. Các bạn quan đến hợp đồng được không? Tao nghĩ đi, xong rồi quyết tâm giành chiến thắng này, lấy tiền này bù qua tiền kia. Chị sẽ share một phần tiền, chị sẽ share một phần cái nếu mà em đền hợp đồng. Mà nếu mà mình thắng cuộc nhờ cái nhảy cóc này, chị sẽ share qua cho em. Vấn đề không phải là, tại vấn đề đó là cái chuyện hợp đồng em đã nói với người ta, hiểu không? Tôi mượn điện thoại gọi cho người đạo diễn đó và xin phép là nếu như bây giờ mà Vinh xuống tóc á, thì liệu cái phim mà mình đã trao đổi với nhau sẽ có tiếp tục được thực hiện với nhau hay không? Alo, dạ chú Minh Trung ạ. Alo, dạ con Nhan Phúc Vinh nè chú. Dạ chú khỏe không? Dạ con đang tham gia cái Amazing Race nè. Thì cũng chắc khoảng tuần nữa về rồi, nhưng mà bây giờ tới một cái chặng là bây giờ cái thử thách của tụi con á là phải cạo đầu, cho nên bây giờ con mới hỏi chú là như thế nào
Lúc mà Vinh gọi điện thoại thì chị rất là lo, bởi vì nếu mà cái chú đạo diễn đó nói là không được, bởi vì Vinh đã hứa với người ta đóng cái phim đó, thể hiện cái vai đó mà cắt tóc một cái chuyện trở thành một chuyện lớn, họ không chấp nhận, thì rõ ràng tụi chị sẽ phải đi một cái lộ trình bình thường. Chưa ok đúng không? Kẹo đâu thôi. Rồi. Mình chỉ mong được kẹo đâu trong đời. Dạ. Từng bấm bằng đầu qua lại 5 lần. Ok, nếu như chú ok thì tại vì con chỉ sợ là bị phá hình ảnh mà chú tưởng tượng về nhân vật đó thôi. Chứ nếu chú ok thì con cạo luôn cũng chân. Dạ, ok, con cảm ơn chú. Vậy sẽ coi con lại chú. Dạ, chào chú. Thôi nào, high five cái rồi đi kẹo đâu cho nhau nào. Harry lên bay thì nó rất là vui, rất là mát, nó dễ chịu, không khí trong lành, không khí trên trời là trong lành lắm, không có nhiều ở dưới đâu. Lên cái là ngắm cảm chỉ có một giây thôi, xong rồi lấy cái giấy memo, xong rồi thì Harry viết ngay, màu gì. Thuyền quần thì đi như thế này là tới liền, mà không hiểu sao đi như thế này xong rồi quay lại rồi đi như thế này xong rồi mới tới này. Ủa làm gì mà mất sức thế? Vàng đỏ xanh, vàng xanh đỏ, xong rồi đi về. Rồi đi đâu? Nó cũng là một trong những cái trải nghiệm rất là thú vị, bởi vì đâu phải lúc nào mình cũng có cái cơ hội để mà mình có thể bay được như thế đâu. Mình rất là ghen tị, mình rất muốn được bay. Đến đó thì chỉ thấy được cái ghế và cái bàn thôi, không hề có một cái dụng cụ gì để mình có thể cạo đầu được hết. Vậy là phải hỏi mọi người ở đó. Phải tự đi tìm dụng cụ. Rồi, hiểu rồi. Đi, đi lên taxi. Rồi. Cấp vô luôn đi em. Không, chị cầm nó, không phải anh rớt. Đi anh chở em đến chỗ mà tiệm tóc của em mượn đồ. Cáo. Anh ơi, anh có thể cho tụi em mượn những cái dụng cụ để tụi em cắt tóc được không? Đầu tụi em. Cắt dài đây luôn chị. À không, tụi em mượn đi qua bên này, ngay trước cửa đây thôi. Ngay bên. Nhưng bây giờ đi làm thì đang làm sao? Thì coi như em thuê của anh được không? Rồi. Bây giờ là mượn những cái gì? Đồ để em cạo đầu. Bây giờ anh nếu cạo đầu thì làm sao? Lên rồi một cái dây đồ cạo để em cạo được tóc. Tông đơ số 1. Dạ. Mình tưởng tượng là nó sẽ rất dễ thôi, nhưng mà đến khi đó khi mà thực hiện nhiệm vụ thì mới thực sự là khó khăn ở cái khâu là trèo lên phao.
lên được trên phao thì Hiền ngồi im khoanh chân và ngồi im vì sợ là cái phao mà tròng trành rồi rơi xuống thì lúc đấy bạn mình đánh chết. Nhìn sang pha bên cạnh thì thấy bạn mình cứ trèo như là một con chó con bị chết đuối không lên được bờ, không biết làm nào cả, bất lực quá thì lúc đấy là bị hết giờ. Thế là hai đứa phải quay trở lại bờ. Ngồi đi. Chuyện mà cắt tóc thì mình đã sẵn sàng cho chuyện đó, bởi vì như chị nói đó, nếu mà làm được bất cứ cái gì mà cải thiện được cái tình trạng của Độ là chị sẽ làm ngay. Khi mà xuống tóc cho nhau thì cũng sợ, bởi vì mình chưa bao giờ cạo đầu cho ai hết á, sợ thao tác gì lỡ có gì đó thì nó sẽ bị chảy máu đầu thì cũng lúc nào cũng hơi sợ. Chị cũng hiểu là cái chuyện mà tóc ngắn hay tóc dài hay là cắt tóc hay để tóc thì đối với những người phụ nữ khác nhau nó sẽ có những cái ý nghĩa khác nhau. Chị cũng có những người bạn mà họ rất là dị ứng khi mà phải thay đổi mái tóc của mình, mà đặc biệt là tụi chị đang ở trong cái tình thế mà rõ ràng là cái việc cắt tóc không còn sợi tóc nào cả, nó có thể làm được nhiều thứ cho đội của chị và Vinh. Vinh kè mày đó. Cái điều mà mình căng thẳng nhất tức là không còn, đã quyết định là mình đã xuống tóc rồi thì cũng không có sợ là hình ảnh mình sẽ ra sao hay là sau khi xuống tóc thì mặt mũi mình nó như thế nào. Mà lúc đó chỉ sợ làm tổn thương đồng đội của mình thôi. Sorry là chị xuống tóc em nha. Không, còn cắt đâu. Tông đơ đi luôn á hả? Tông đơ đi luôn à. Lần đầu tiên mình cạo tóc cho một người khác mà đó lại là một cái bạn rất là điển trai. Mà mình không biết là khi mà xuống tóc thì bạn ấy trông thế nào. Chưa kể nữa là thực ra chị cũng phải là người quá khéo tay. Nếu mà lỡ có chuyện gì mà sức chỗ này sức chỗ kia thì chị sẽ rất là áy náy nếu mà Vinh bị tổn thương. Đâu nói chị ha. Ơi, vai diễn đầu tiên của mình sẽ là đầu trọc. Hay đó. Ơi, thế là phim sau của em phải bịt tấm vải, em phải stylist cho cái em đầu em luôn. Em phải quấn khăn cho nó khô vào. Em quấn khăn để tạo hình. Ây da. Thế sao, sorry em. Đừng có trọc thẳng nó vô da đầu. Ok. Trong cái lúc mà làm thử thách này thì đội tím và đội hồng là hai đội đang bám sát nhau rất là kịch liệt. Ban đầu tiên Harry thấy cái phao đó là Harry nghĩ là việc này cũng đơn giản. Nhưng lúc rồi đi tới nơi là Harry không có đứng ở đó được. Harry không biết bơi, Harry tưởng là cái mình sẽ chạm cái đất thì mình có thể dễ lên, nhưng mà không có chạm đất tí nào. Sức tay của Harry yếu lắm, không thể nào mà tự vươn lên như thế này được. Thì Harry phải đạp anh xong rồi đi lên, mà cũng không có dễ như mình suy nghĩ. Lần đầu thì mình có vắt cái phao nhỏ sang để Harry giữ đầu này, mình nắm mình leo lên. Nhưng mà khi lên rồi thì Harry không đủ sức để ghì cái tay tự lên được cái phao thứ hai, nên mất thời gian hết một lượt. Đây, nó xuống chị dọn cho. Chị bước áo từ từ nhẹ thôi, ít thôi, rồi tiếp. Có những cái lúc mà khi mà tụi chị cạo xong thì cái tóc con nó vẫn còn lẫn ở trong cái da đầu.
thì chị với Vinh là liên tục chị phải đi xin nước, và sau đó thì hai chị em phải dội đầu cho nhau để bay hết các tóc con, để coi là chỗ nào còn nham nhở thì tiếp tục gạo tiếp. Rồi, em vô em dội nước đi Vinh. Chị nghĩ đầu chị được rồi đó. Đi đội bóng nữa chứ. Chị rất là tin tưởng và thực sự là rất là ngưỡng mộ Vinh. Chị nghĩ đó là một quyết định mà thực sự không phải ai cũng dám làm, nhưng mà Vinh đã rất quyết đoán vào thời điểm đó. Nhẹ nhàng, yên tâm, không có đáp được đâu. Sau khi mà cạo xong thì nhìn rất là buồn cười. Và sau khi mà nhìn vào gương mình thấy không tưởng tượng được, thật sự. Cho dù là mình nó cũng có những cái phần mềm để mà mình có thể tự làm cho tóc mình trên hình á thành đầu trọc, nhưng mà mình cũng không thể nào tưởng tượng được khi mà mình xuống tóc nó lại ra như vậy. Coi như là chú giúp tụi con một phần của cuộc thi rồi đó. Dạ, cho cháu xin lại 50.000 để ăn taxi luôn ạ. Rất là khó khăn vì một đầu này nó nặng thì nó vít xuống, còn đầu kia thì nó nhẹ quá. Bao nhiêu sức cố gắng để lôi thì cái phao nó lại bị lật ngược lại, nó úp lên đầu mình. Hiền bắt đầu ngồi thế nào mà sóng nó đưa cái phao của Hiền ra gần. Đến chỗ Lâm Anh thì mới phát hiện ra là hai cái phao nó có thể gần lại được với nhau. Cứ vít nhau đu đi đu lại. Thế là cuối cùng thì là cũng lên được. Sau khi mà đã lên được phao rồi thì cái nhiệm vụ mà chụp hình thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Hai trứng. Thành viên vượt rào phải leo lên núi và tìm những chiếc giỏ được đặt sẵn ngay vách núi. Trong giỏ sẽ có những chai sting và trứng. Họ phải tìm đủ số lượng theo yêu cầu của chương trình. Thực hiện xong nhiệm vụ này sẽ nhận được mật thư để đi tiếp. Tôi là người vượt rào. Sau khi mà chơi trò chơi thì cả hai bạn đều biết rằng thật ra cái chuyện chụp hình với chuyện tạo dáng nó rất là đơn giản. Đấy không phải là vấn đề cần quan tâm. Vấn đề cần quan tâm là làm sao bạn trèo lên được hai cái bệ đó. Hai người mà trèo lên được cái tấm phản của tôi thì mọi chuyện rất đơn giản, đứng tạo dáng và chụp hình cũng rất là nhanh.
đối tim. Đi tới sau mình, nhưng mà mình chơi một lượt bị bỏ như vậy, thì mình quay lại xem họ chơi là họ lên rất là đơn giản. Anh Hường cũng tự nhiên lấy cái chân trèo lên như vậy, xong rồi thì có thể lên được. Nhưng mà anh đã làm nhiều lần thử, nhưng mà chân cột một chút xíu là bị tụt xuống. Thì do tay chân nó ngắn như vậy, thì Harry bảo là ai biểu chân tay ngắn chi. Thì anh bảo Harry là ai biểu yêu một người đàn ông chân tay ngắn chi. Là hết nói luôn. Tôi sẽ thực hiện thử thách này. Thực sự lớn quá chứ, rất là run vì không biết là cái chuyện phân bóng nó như thế nào, khoảng cách bao xa và quả bóng nó làm sao. Nhưng mà mình đã đến cái tình huống là mình phải nỗ lực hết sức thôi. Lên mạnh lên, cao lên, nghe đây nè, đội lên. Không, chị thêm trước. Không, đứng này đi. Rồi. Chị cũng hơi lo với cái chuyện tân bóng, nhưng lúc đó chị nghĩ là dẫu sao cái chuyện mà mình chỉ phải tân bóng qua 5 lượt giữa hai người với nhau thì mình ráng, và chị cũng rất là tin tưởng qua cái quá trình mà đua chung với Vinh đó, thì có rất là nhiều cái kỹ năng mà bản thân chị chưa bao giờ thực hiện. Nhưng mà nếu mà có một cái người hướng dẫn kỹ lưỡng thì mình có thể làm được cái chuyện đó. Tập trung vô. Biết rồi. Dùng cái này đổi nè, ngửa mặt lên, đừng có như vậy. Chứ banh gớt lại, phải nhìn cho banh nè, từ đây nè, từ đây đổi lên nè. Rồi. Chứ phải trên này. Ok. Đó. Quăng lại đi, quăng đi. Lần thứ hai thì mình bắt đầu lôi hai cái phao sát lại, hai chân thì giữ hai cái mép kia, hai tay giữ hai mép này để Harry tự leo lên bục, để leo lên một cái phao. Lúc đó mình mới phát hiện là có một cái phao dày và một phao mỏng, mình mới kêu Harry là qua cái phao dày. Xong mình bắt đầu cũng cố gắng leo lên phao mỏng, nhưng thật sự leo không được, tại vì cứ lên là nó chuẩn bị úp cái phao. Nó rộng hơn cái sải tay của mình nên mình không leo được. Cho nên là kêu Harry giữ cái phao để mình chống hai tay, nhưng mà tay Harry thì không giữ được cái phao nữa. Trước khi lên chỗ đó là Harry nghĩ là mình sẽ tạo giác kêu như thế này, rồi kêu như thế này. Harry suy nghĩ nhiều lắm. Lên tới đó chẳng làm được gì cả. Hay tạo ra tôi nhờ là tiêu cực, không có tích cực. Nhỏ. Mỗi lần nhìn cái màu đỏ cái là em tự nhiên bị căng thẳng liền. Ai thích thái trứng? Chỉ có em thôi chứ cái gì. Vinh có chỉ là chân thì phải trụ vững ở trên mặt đất, tại vì cái khoảng cách mà tụi chi được tân bóng, thực hiện tân bóng thì nó chỉ có 3 mét thôi, và hai người phải cách nhau là 3 mét và không được đạp vào cái vạch mà ban tổ chức quy định. Thì chị phải đứng yên một chỗ, và khi Vinh tân qua thì chị phải giữ chân trụ ở trên mặt đất và chỉ có nhấc cái đầu lên để độ cái bóng qua cái vị trí của Vinh. Hả, Trinh ta! Đứng lên liền! Còn lại! Vài lần nó được rồi! Lại! Nhanh lên! Nè! Khi mà Vinh hướng dẫn tận tình và rất là chú tâm vào cái trò chơi đó thì chị với Vinh đã thực hiện được.
Lộ trình đội chơi tìm đường về đích tại đảo Khỉ Cát Bà. Cách thị trấn Cát Bà khoảng 2 km, đảo Khỉ tuy nhỏ nhưng có phong cảnh hoang dã tuyệt đẹp. Đặc biệt ở đảo Khỉ có một bầy khỉ tinh nghịch được đưa về từ nhiều nơi. Đây là điểm yêu thích của khách du lịch khi đến với đảo Cát Bà. Đảo khỉ xinh đẹp và những chú khỉ vui tính sẽ chào đón các đội chơi về đích. Và đội về đích cuối cùng có thể sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Anh, từ đây ra bến bèo tốn bao nhiêu tiền vậy anh? Từ đây ra bến bèo bao nhiêu tiền? Tụi em không có tiền. 15 tiền, 60 đủ. Trận trước mình về cuối cùng mình không còn tiền. Và cái số tiền mà đội tím cho mình á thì mình cũng đã sử dụng gần như là gần hết. Trước đây Lâm Anh cũng có thử đi leo núi nhưng mà ở các cái núi giả thôi. Thì thấy rằng là cái việc leo này nó rất là khó khăn, tại vì cái tay của mình phải khỏe trong khi tay của Hiền thì rất là yếu. Rồi thì mình lo lắng. Mình lo lắng. Okay. But then you will climb up. Here. And then you have there one basket. 2 3 4 at the top. Okay. Nhìn thấy cái vách núi thẳng đứng như này thì rất là lo lắng. Làm sao mà có thể trèo được bây giờ? You ready? Yes. Okay. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Yeah, very good. Chân. Nice. Yeah. Lâm Anh cũng biết là nó có những cái mỏm đá mà cần phải nhấc cái chân rất là cao. Thì với cả cơ thể của mình nó nhẹ nữa thì làm nó dễ. Nhưng mà vấn đề của Hiền có mỗi một cái yếu là cái tay yếu nên không bám được thôi. Anh em không đừng leo nghĩ xa quá. Yeah. Yeah, một quả. Woo. Chân dài mà, cho nên bước một cái là tới nơi rồi. Cho nên là lợi dụng cái chân nhiều hơn cái tay. Thì là do cơ thể nhẹ nhàng và cũng dẻo nữa. Cho nên là cũng len vào các cái vách đá để đi lên. Ôi ôi ôi, cho nhầm giỏ rồi. Không phải, tí nữa cho sinh mà nó vỡ. Cẩn thận, thả nhẹ thôi, thả nhẹ thôi. Rồi. Sang tiếp bên trái kìa, bên trái. Cố lên, cố lên. Bên trái. 3 quả. Thả nhẹ. Rồi. Lên. Chân đập mạnh. Ấn thôi được. Lên được đến chai sting như thế. Ơ thế tại sao đứng ở dưới nó nhìn nó cao đấy mà lên đây nhanh thế nhỉ? Đúng rồi, chân trái lên thật cao, chân trái, chân trái. Chân trái, không chân phải. Yeah. Chân trái. Yeah. Gần vào, anh. More right. More right. Yeah. Yeah, that's it. Lên. Stand up, come on. Đừng tí lưng, đừng tí lưng vào chứ. Tí lưng vào chứ. Yeah. Đấy đi. Lấy một chai xinh. Bỏ vào giỏ bên trái. Ơi, cẩn thận rơi, cẩn thận rơi. Rồi, rồi. Rồi đi xuống. Nhưng mà đừng tí trứng vào, đằng sau cậu là cái vách núi đây. Ngửa, ngửa ra, ông ấy sẽ cho cậu xuống. Ngửa ra, ngửa ra. Nằm ngửa ra, nằm ngửa ra. Bấu vào cái dây, bấu vào cái dây. Đúng rồi, như thế. Đúng rồi, đúng rồi, đúng. Nữa đi, nữa đi, nửa nữa đi. Yeah, giỏi quá.
cuối cùng thì Hiền lại hoàn thành cái phần vượt rào đấy rất là xuất sắc. Mình cũng thấy là cũng giỏi đấy chứ. Hiền. It's for you. Great job. Well done. Okay. Thuê tàu ra đảo Khỉ. Là bao nhiêu tiền em? Bao nhiêu tiền? Tại vì thực sự tụi chị không có tiền. Tụi anh không có tiền. Tụi chị đang làm phim, bây giờ chỉ còn có 60 ngàn. Tụi em giúp tụi anh giùm được không? Okay. Thuê tàu ra đảo Khỉ. Là bao nhiêu tiền em? Bao nhiêu tiền? Tại vì thực sự tụi chị không có tiền. Tụi anh không có tiền. Tụi chị đang làm phim, bây giờ chỉ còn có 60 ngàn. Tụi em giúp tụi anh giùm được không? Họ không chịu chở. Thế là phải chạy ngược vào xin cái chú đó cũng thấy mình đang khá căng thẳng và chú thấy mình cũng thực sự rất là cần tiền trong cái trường hợp đó để có thể đi ra được cái đảo Khỉ. Thì chú cũng rất là vui lòng, chú cho mình cái số tiền đó 100 ngàn để mình trả cho cái anh lái thuyền đó, anh chở mình đi ra ngoài đảo Khỉ để về đích. Nếu mà tối nay con quay về đây con đánh cờ với chú một trận. Dạ, trời, chú ngốc một quá, con cảm ơn chú nhiều ạ. Dạ. Dạ con cảm ơn cô chú nhiều lắm ạ. Dạ. Thưa cô chú con cảm ơn nhiều, con cảm ơn. Thưa cô chú con đi luôn ạ. Dạ, con chào cả gia đình. Mặc áo phao cô, trên tàu phải mặc áo phao. Cảm ơn. Chào mấy bé. Trong cái chặng đua lần này, ác mộng đấy là thuyền kayak. Bởi vì khi mà cái lộ trình mà mình phải di chuyển từ bãi tắm Hoàng Tử 2 cho đến Moody Beach để làm cái vượt rào thì quả thật là cái quãng đường này nó cũng khá là dài. Mà lúc đấy là cả hai anh em đều đã rất là mệt rồi. Trèo được nửa đường thì chỉ muốn quăng cái mái trèo đi, bởi vì là nghĩ là không thể nào mà có thể tiếp tục, bởi vì quá mệt rồi, hai cánh tay mà nó muốn rã rời ra rồi. Nghĩ là không thể hiểu tại sao mà có thể bắt chèo thuyền nhiều đến mức độ như thế này. Đội tiên sẽ phải cố gắng để hoàn thành những cái thử thách sớm nhất để có thể có một cái cuộc vượt đuổi ngoạn mục hơn đối với cả các đội đang dẫn ở top trên. Đặt nhẹ nhàng thôi nha. Cái việc mà làm mình cảm thấy áp lực ý, là cái chuyện là mình sẽ phải làm sao giữ những quả trứng đó. Tại vì nếu như bạn làm bể trứng, bạn sẽ phải làm lại từ đầu. Và chuyện đó là rất là mất thời gian và mình không muốn cho nó xảy ra. Mình trèo lên cũng với tốc độ hợp lý, di chuyển đến những điểm mà lấy trứng hợp lý và trèo lên điểm cao nhất, nó hơi hiểm trở một chút so với các điểm ở dưới cũng rất là nhanh và hợp lý. Không, di chuyển có bên phải nhau, dễ đi anh nhá. Cố lên, sắp tới nơi rồi. Cái chân bên phải sang anh. Đúng rồi. Dập mạo đúng rồi. Hay quá. Rồi. Cẩn thận giỏ trứng bên trái. Cẩn thận vướng dây. Từ từ không vỡ trứng. Chị cảm ơn em nha. Chị giúp. Cảm ơn chú, cảm ơn. Chào phao. Linh Chi và Nhan Phúc Vinh, Huy Khánh rất vui được gặp hai bạn và thật sự Huy Khánh
rất nể phục bởi sự quyết đoán của hai bạn. Nhiệm vụ nhảy cốc là một nhiệm vụ không dễ dàng gì thực hiện. Lý do gì khiến hai bạn dám thực hiện điều này? Với cái đầu mới này thì chắc là Vinh cũng sẽ phải vất vả để thể hiện trong cái vai diễn đó. Còn em thì mặc dù là nhân viên văn phòng nhưng mà em làm trong ngành quảng cáo truyền thông, thành thử là cái chuyện có tóc hay không có tóc nó cũng không quan trọng lắm. Và bây giờ không biết Linh Chi và Nhân Vinh có ngại cho Huy Khánh nhìn hai cái đầu rất độc của hai bạn không? Wow, rất đẹp và rất ấn tượng. Và phải nói là đây là một sự quyết đoán rất xứng đáng dành cho hai bạn đúng không? Dạ. Linh Chi và Nhân Phúc Vinh, hai bạn là đội về đích đầu tiên của cuộc thi này. Yay. Thu Hiền và Diệu Long Anh xin chúc mừng hai bạn đã về đích. Thu Hiền và Diệu Long Anh, ở chặng đua này hai bạn là đội về đích thứ hai. Xin chúc mừng Thu Hiền và Diệu Long Anh. Harry không đủ sức, tại vì đã chơi thì nhiều rồi, rồi mất sức rất là nhiều, nên Harry không thể nào mà lên được. Đừng có nói em yêu, em yêu gì mà em yêu. Trên lấy hai trái, cái số 2 bên tay phải em đó. Kéo thẳng lên. Theo cái đường xéo đi lên. Đủ trứng rồi. Chân phải vướng à, rồi từ từ đi xuống. Ui shit. Chắc lúc sau là bỏ thuyền bơi về chứ. À bơi thì em thấy còn đỡ mệt hơn là trèo cái nhát ấy. Cứ mặc áo phao rồi bắt đầu cua tay cua chân rồi nó về. Đúng là kiểu như là tâm trạng nó vui một cái nhìn dĩa thấy đẹp, khổ hết biết. Nhìn nước nụ cũng thấy đẹp rồi. Thank you.
chào Thùy Dung và Đức Hưng. Chào anh Huy Khánh. Huy Khánh cảm thấy hai bạn đang rất là vui và đang rất là sung sức và đang rất là hớn hở. Không biết hai bạn đang vui điều gì? Còn một đôi đằng sau lưng. Em chắc chắn là mình không bị về bét ở về vị trí cuối ở trạng này. Và thấy hôm nay mình chơi rất là tốt. Và hai bạn cảm nghĩ gì về trận đua này? Đây là một trận đua mệt, phải dùng nhiều sức. Nhưng mà đội em đã chơi rất là tốt, làm tất cả các thử thách trong hầu như một lần duy nhất. Và cảm thấy rất là hài lòng, vui, rất là vui. Và phần thưởng xứng đáng dành cho Thùy Dung và Đức Hưng, đó là trận này hai bạn về thứ ba. Xin chúc mừng hai bạn. Được rồi, nhảy đi, nhảy đi. Con nào nhảy? Chạy vô, chạy vô, đúng rồi. Chào Harry và Tiến Đạt, xin chúc mừng hai bạn đã về đích. Và Harry, ngày hôm nay bạn là người thực hiện thử thách nhiều nhất. Và thử thách leo núi đối với bạn như thế nào, có khó khăn không? Khó khăn lắm. Và Huy Khánh xin thông báo với Harry và Tiến Đạt, xin chia buồn cùng với hai bạn. Ở trận đua này, hai bạn là đội về đích cuối cùng. Điều đó đồng nghĩa với việc ở trận sau, hai bạn phải xuất phát muộn 30 phút bởi vì trận này là trận không loại. Xin lỗi, em không thiệt mẹ. Thật sự thì Huy Khánh và tất cả mọi người vẫn chưa muốn chia tay Harry đâu. Để cho Harry quyết định. Thôi chơi tiếp. Ok, xin chúc mừng Harry và Tiến Đạt. Hy vọng chặng sau hai bạn sẽ cố gắng để cải thiện thứ hạng của mình. Bạn phải cố gắng lên để làm động lực cho Tiến Đạt. Xin hẹn gặp lại Tiến Đạt và Harry ở chặng sau. Cuộc đua đã đi đến những chặng cuối cùng và sự tập trung quyết tâm của các đội dường như chưa bao giờ lên cao đến như vậy. Vì đích đầu tiên ở chặng các bà, nhưng ở điểm đến mới, đội đó lại tiếp tục gặp khó khăn với những thử thách tại đây. Buộc họ phải bình tĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn. Và có những thử thách đã khiến cho Linh Chi cảm thấy sợ hãi thật sự. Heo chết rồi mà thôi, giết heo sống rồi á. Thú Huyền và Diệp Lâm Anh vẫn bền bỉ giúp cuộc đua, nhưng không phải lúc nào họ cũng gặp thuận lợi. Làm sao mà anh này được? Vì đến sau cùng ở trận trước, đội Hồng sẽ phải nỗ lực hết mình để có thể giành được một vị trí trong trận đua cuối cùng. Tuy nhiên, hai chiến binh thầm lặng của đội tím vẫn luôn là một đối thủ đáng gờm, và họ sẽ không dễ dàng để bất cứ đội chơi nào vượt mặt. Với những nét đặc sắc về văn hóa vùng cao, trận đua mới sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên cho các đội chơi. Đừng bỏ lỡ những giây phút hấp dẫn và kịch tính của tập 11 cuộc đua kỳ thú Việt Nam 2013. Hân hạnh tài trợ chương trình này.